Với lịch sử kéo dài suốt 3 thiên niên kỷ, Bắc Kinh không chỉ đơn thuần là kinh đô cuối cùng trong tứ đại cố đô phong kiến Trung Hoa, mà đó còn là nơi mang sức sống và sự oai hùng bền bỉ của một trung tâm chính trị kéo dài từ các triều đại nhà Nguyên, Minh, Thanh cho tới tận hôm nay. Trong suốt 3.000 năm đó, Bắc Kinh đã ghi dấu và lưu truyền biết bao di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc lâu đời, đồ sộ như cung điện, chùa chiền, lăng mộ, thành trì. Cùng với đó, các kho tàng nghệ thuật đa dạng, các trường đại học chất lượng cao đã góp phần đưa Bắc Kinh trở thành một trung tâm văn hóa và nghệ thuật. Bởi vậy, chỉ cần nhắc đến hai từ Bắc Kinh, hình ảnh của một đô thị sầm uất, lung linh với hàng chục địa danh du lịch nức tiếng chắc chắn là điều đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của phần đông đại chúng. Thế nhưng, có thật là Bắc Kinh hoàn hảo như tương truyền, Bắc Kinh đẹp đến vậy trong mắt khách tứ xứ, nhưng còn trong mắt người bám trụ trên mảnh đất này, thực sự sống với mảnh đất này thì sao? Để giải đáp những câu hỏi trên, hãy cùng Spider Room tìm hiểu qua bài viết 5 điều mình ghét nhất khi sống ở Bắc Kinh của tác giả Life 30 Plus, một cây bút với trải nghiệm học tập và làm việc tại Bắc Kinh trong hơn 3 năm trời. Chúng mình muốn lưu ý một chút là bài viết này được đăng tải vào năm 2018, tức là có nghĩa những thông tin trong bài viết có thể có một chút lỗi thời rồi. Tuy nhiên, chúng mình nghĩ rằng chúng ta vẫn có thể tiếp nhận thông tin dưới đây với tâm thế khám phá và suy nghĩ về những sự thật tương phản về Bắc Kinh hoa lệ. Và nếu các bạn vẫn tò mò về Bắc Kinh thì có thể đọc thêm các bài viết của tác giả tại link chúng mình để trong phần mô tả của video này. Còn bây giờ, hãy cùng đến với Bắc Kinh thôi. Trước thời điểm năm 2018 không lâu, báo chí có đưa tin và dẫn lời của một vị lãnh đạo của Trung Quốc. Khi ấy, nhiều bạn cười vì phát ngôn này, vì việc làm cách mạng nhà vệ sinh nghe có vẻ đối lập với một đất nước phát triển. Nhưng đó lại không phải là chuyện đùa, bởi nhà vệ sinh ở đây bẩn và mùi cực kỳ hôi thối. Đến Bắc Kinh còn vậy, thì các thành phố nhỏ còn kinh dị hơn nữa. Ở các rạp chiếu phim, các trường học, các tòa nhà văn phòng, mặc dù có thấy bóng dáng nhân viên vệ sinh nhưng không hiểu sao nhà vệ sinh chỗ này vẫn bốc mùi không thể tả. Mình thấy rất ít chỗ công cộng ở Bắc Kinh có được nhà vệ sinh không bốc mùi. Đối với những người bị ám ảnh với công việc phải giữ nhà vệ sinh sạch sẽ như mình thì việc này là một điều cực kỳ dị ứng. Đó mới chỉ là mùi thôi, còn quang cảnh nhà vệ sinh thì mình xin phép không kể cụ thể nữa vì nó ở một cấp độ rất khác. Mặc dù hiện nay có thể thấy dễ nhất là tại các trường đại học, chính phủ Trung Quốc đã và đang làm cách mạng nhà vệ sinh, tức là làm lại mới hoàn toàn, đồ gì cũng sáng trưng, bóng loáng, hệ thống quạt thông gió hiện đại, nhưng những nhà vệ sinh cũ kỹ, tối và bẩn vẫn còn rất nhiều. Một ví dụ trực quan là khu phố cổ cạnh cố cung, khu vực lúc nào cũng nườm nượp khách du lịch. Thay vì được đầu tư dịch vụ vệ sinh đặc biệt thì nhà vệ sinh nơi đây càng ngày càng trở thành nỗi ám ảnh đáng sợ. Ở vấn đề này, có thể bạn sẽ nói là ở Việt Nam tình hình nhà vệ sinh còn tệ hơn, nhưng mình thấy vấn đề ở đây là cơ sở hạ tầng chưa theo kịp tốc độ phát triển kinh tế của đất nước này, cái đó mới là quan trọng. Rau mùi trong ngoặc kép là cách nói giảm, nói tránh cho việc mùi cơ thể khó ngửi. Mà rau mùi mình muốn nói ở đây đến từ các bạn sinh viên Trung Quốc. Mình không biết những người đã tốt nghiệp đi làm rồi thì có rau mùi không, nhưng sinh viên thì rất ba chấm. Các bạn ấy bảo, ở Bắc Kinh hiếm nước nên phải hạn chế tắm. Cái này không sai, bởi nhà tắm công cộng ở trường mình thu tiền dịch vụ tắm theo phút. 5 phút một giá, 10 phút một giá. Người ta làm như vậy để hạn chế tiêu hao nước sạch. Và có lẽ bởi vậy mà các bạn ấy rất là hôi. Ngồi cạnh các bạn đã ngửi thấy rau mùi rồi, mùa hè thì mùi mồ hôi, mùa đông thì đủ loại mùi trộn lại. Thế nên, có chuyện dở khóc dở cười là, có lần mắt mình sáng rực lên khi nhìn thấy một bạn nam rất cao, người đẹp, ăn mặc có gu, nhưng đến khi bạn ấy ngồi xuống cạnh mình thì thôi, mùi cơ thể của bạn ấy đã dập tắt hy vọng trong mình. Câu chuyện rác ở mọi nơi không phải là chuyện người Bắc Kinh vứt rác bừa bãi ở ngoài đường đâu nhá. Mà rác ở đây là về số lượng rác khổng lồ cơ. Như các bạn đã biết, thương mại điện tử ở Trung Quốc là một lĩnh vực rất phát triển. Các bạn chỉ cần ngồi ở nhà, lướt ứng dụng đặt đồ và bạn có thể mua đủ thứ online, từ đồ hàng ngày đến trà sữa, hoa quả, cơm, bánh vân vân. Bởi vậy, lượng rác thải ra một ngày ở thành phố đông dân nhất Bắc Kinh thì nhiều vô kể. Ví dụ, bạn đi mua một phần cơm, cửa hàng sẽ đóng gói cho bạn theo kiểu một hộp nhựa, nhiều ngăn đựng cơm, rau, thịt đi cùng với một túi, thìa, đũa nhựa và giấy ăn, tiếp đó là một túi ni lông đựng tất cả đống đấy lại. Còn khi bạn mua đồ ăn là có mì, có nước thì thứ bạn nhận được sẽ là một hộp đựng mì, một hộp đựng nước, một hộp đựng rau, một túi gia vị ăn kèm, một túi thìa, đũa nhựa và giấy ăn, cuối cùng là một túi ni lông bọc ngoài.
Có cửa hàng còn có tâm theo kiểu để đồ ăn không bị nguội, họ còn dùng cái túi ni lông giữ nhiệt dày cộp để đựng thức ăn. Trong lịch sử mua đồ ăn online của mình thì rất ít cửa hàng dùng túi giấy. Đầu năm học, các cháu sắm sửa đồ dùng cũng nhiều. Đây chỉ là một góc nhỏ trong lượng hàng trong một ngày ở trường đại học của mình. Các bạn cứ thử tưởng tượng xem nhé, lượng rác thải hàng ngày sẽ là bao nhiêu? Không nói xa đâu nhé, trong cái ký túc xá con của mình thôi, cứ tối tối đi một vòng sẽ thấy một thùng rác phòng nào cũng đầy ắp, toàn nhựa và ni lông. Trung Quốc đang phát triển quá nóng và đây là vấn đề họ phải đối diện. Thương mại điện tử là bước tiến trong phát triển kinh tế, chúng ta không thể bỏ nó đi, nhưng cần có giải pháp sát sao cho môi trường hơn nữa. Có nhiều bạn sang Trung Quốc cảm thấy rất thích thú với việc mua đồ online thuận tiện, nhưng bởi vì lý do môi trường này mà mình lại không hề thích thú. Bởi vậy, mình đã đoạn tuyệt với việc mua đồ ăn online rồi. Đọc truyện ngôn tình, xem phim ngôn tình nhiều cũng không sao, nhưng ngàn vạn lần xin các bạn hãy nghe mình nhé. Đừng nghĩ rằng ở Bắc Kinh, Thượng Hải ra khỏi cửa một cái là va ngay vào một soái ca. Không, tìm mình đi, trai Việt mới là cực phẩm. Bởi vì có một sự thật là tình trạng thừa cân của các thanh niên ở Bắc Kinh khá là kinh. Các bạn gái thì đỡ hơn, còn các bạn trai thì hầu như ai cũng thừa cân. Mình sống ở khu gồm toàn các trường đại học đình đám hàng đầu như Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa, vân vân. Có khi nào các bạn ấy mải học mới dẫn đến thừa cân như vậy không nhỉ? Nếu vậy thì tức là nhịp sống hàng ngày của các bạn ấy sẽ như thế này: đi học, ngồi máy vi tính, order đồ trên mạng và thi thoảng đi chơi. Tức là các dịch vụ sẽ phục vụ họ đến tận răng, còn con người thì không cần phải vận động. Mà cái sự tập thể thao ở đây cũng rất ít nhá. Không như ở Việt Nam, các thanh niên đến phòng gym khá nhiều. Ra đường cứ 10m là còn một chàng có thể hình cơ bản, tức là có tí cơ bắp ấy. Thì thanh niên Trung Hoa thực sự thua xa nhà mình. Mà không chỉ thừa cân đâu nhá, cả nam cả nữ đều có gu ăn mặc theo mình là rất chán. Và nam thì ăn mặc tệ hơn nữ. Có lần mình đi ra ngoài đường, thấy trước mặt là một nam thanh niên cao ơi là cao, ăn mặc rất đẹp, quần kaki rất vừa vặn, áo choàng dài đến đầu gối cũng vừa vặn nốt, đầu tóc tạo kiểu rất đẹp. Hai cái mắt mình lúc đấy chắc biến thành trái tim, vì lần đầu tiên thấy một bạn Trung Quốc mà lại ăn mặc đẹp đến như vậy. Thế nhưng đi được một đoạn thì mới phát hiện ra bạn ấy là người Hàn Quốc. Thế nên sau chuyện này mình càng củng cố thêm vụ ăn mặc xấu của con trai Trung Hoa. Trong từng ấy năm sống ở đây, lần duy nhất mình đi xe ô tô mà không gặp tắc đường là lần bắt taxi ra sân bay lúc 3 giờ sáng. Còn lại, lần nào cũng bị dính tắc đường. Không tắc đoạn nọ thì tắc đoạn kia, không lúc này thì sẽ lúc khác, mà tắc lại toàn ô tô dài dằng dặc. Có lần bọn mình bắt taxi lúc 10 giờ sáng, tầm này theo lý thuyết là đường đỡ đông, vậy mà lết mãi mới được nửa đường. Đồng hồ tính tiền thì vẫn nhảy, bởi họ tính cả chi phí tiêu hao nhiên liệu khi tắc đường. Chúng mình đành bảo bác tài xế cho xuống ở trạm tàu điện gần nhất rồi tiếp tục đi tàu điện. Và từ đó trở đi, mình luôn luôn đi tàu điện. Mặc dù tàu điện cũng đông người và nhiều mùi không dễ chịu đâu, nhưng mình thấy vẫn đỡ hơn là tham gia giao thông trên mặt đất rồi bị tắc đường sấp mặt. Đầu tiên, xin giải thích chút xíu về vụ ô nhiễm. Cái này mình không ghét vì nó có cải thiện so với 3 năm trước. Nhưng nói thêm một tí để các bạn biết sơ sơ tình hình nhá. Khoảng 2009, bạn bè mình học ở đây đều phản ánh Bắc Kinh có không khí khá tốt, họ không mấy khi để ý đến chất lượng không khí ở đây. Nhưng 2015, mình sang thì không khí thực sự rất tệ hại. Hồi này TV Việt Nam cũng nói khá nhiều về tình hình ô nhiễm ở Bắc Kinh. Khoảng nửa cuối tháng 10 đến hết tháng 2 dương lịch là thời điểm Bắc Kinh khá lạnh, hầu như không có gió, không khí không được lưu chuyển nhiều. Vì vậy, không khí bị ô nhiễm rất nặng, có thể nhìn thấy sương ô nhiễm bằng mắt thường luôn. Bọn mình thường tải một cái app để theo dõi thời tiết ở đây. Chỉ số không khí dưới 100 là tốt, trên 100 là ô nhiễm nhẹ, trên 200 được khuyên cáo là không nên ra đường, trên 500 thì cái app nó hiện hình đầu lâu xương chéo luôn. Có lần mình không để ý app, ra khỏi nhà vào hôm chỉ số ô nhiễm trên 500, đi được khoảng mấy chục mét, mình cảm thấy cực kỳ khó thở, kiểu như hít không đủ oxy. Thế là phải chạy vội về nhà lấy khẩu trang rồi mới đi tiếp. Khẩu trang mình dùng hồi đó có một cái lỗ con có màn lọc không khí, không biết có thực sự lọc được không, nhưng cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Tuy nhiên, từ khoảng 2016 cho đến khi bài viết này được hoàn thành, tức là tháng 9 năm 2018, chất lượng không khí ở đây mình thấy khá ổn, rất ít những ngày 500, chỉ loanh quanh đâu đó trên dưới 100 thôi. Trên thực tế, vào mùng 4 tháng 1 năm 2022, giới chức trách Trung Quốc cho biết năm 2021, Bắc Kinh lần đầu tiên đạt tiêu chuẩn chất lượng không khí quốc gia sau nỗ lực tổng thể trong việc giảm tiêu thụ than đá, giảm khí thải giao thông và di rời các khu công nghiệp nặng. Nhìn chung, Bắc Kinh hoa lệ là thế, nhưng càng ở lâu, những mặt tối càng hiển hiện ra, cả về không gian sống lẫn con người ở nơi này. Có thể, với nhiều người, Bắc Kinh vừa là thành phố trong mơ để du lịch cũng như sinh sống, nhưng cũng có thể,
Bắc Kinh lại không hề tuyệt vời để gắn bó lâu dài với một số người. Trên đây là những ý kiến cá nhân đến từ trải nghiệm của tác giả Life 30 Plus. Thế còn bạn thì sao? Có trải nghiệm nào khi sống ở Bắc Kinh mà bạn nghĩ là tuyệt vời hơn hay tệ hơn thế? Cùng chia sẻ với chúng mình trong phần bình luận bên dưới nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video mới. Peace!